Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ tư, mùng 2 tháng 12 năm 2020. Và giờ này đó là 1 giờ 5 phút buổi tối của chúng tôi ở tại miền Tây Hoa Kỳ. Tức là coi như là 1 giờ 5 phút buổi trưa ngày mai ở tại Việt Nam. Tôi nói lại 10 giờ 5 phút giờ của chúng tôi và 1 giờ 5 phút giờ tại Việt Nam và 5 giờ 5 phút ở tại miền đông của nước Úc. Và tôi xin đi vào cái phần đầu của cái tiết mục giải ảo thời sự. Tôi mong rằng là âm thanh, ánh sáng, hình ảnh các thứ thì nó rõ ràng một chút, và mỗi ngày thì tôi cố gắng tôi điều chỉnh một tí. Bây giờ đó là tôi xin đi vào cái phần đầu, tôi đặt cái tên đó là Hoa Kỳ Dị, cái bài diễn văn quan trọng nhất đời của ông Tổng thống Donald Trump. Ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn, ông có đọc một cái bài diễn văn ở trong phủ Tổng thống, trong tòa Bạch Cung, trong cái phòng ngoại giao, đọc cái bài diễn văn nó 46 phút, rất dài. Tôi đã theo dõi rất kỹ xem những cái lời phát biểu của ông làm sao. Cái vấn đề đó, Hoa Kỳ Dị nó là như thế này: trong lúc dầu sôi lửa bỏng, khi mà Tổng thống đọc một cái bài diễn văn mà ông có nói trước rằng là ông sẽ đọc một cái bài diễn văn ông cho rằng là nó quan trọng nhất trong cái cuộc đời của ông đó, thì truyền thông, dòng chính mà tôi gọi là dòng cống đó đấy, hoàn toàn không loan tải chuyện đó. Đúng là Hoa Kỳ Dị và truyền thông kỳ cục. Nhưng mà khi theo dõi xong đến tối hôm nay đó, lúc mà chuẩn bị cái tiết mục giải ảo thời sự của chúng ta đó, thì tôi có kiểm lại. Thưa quý vị và các bạn, đến tối hôm nay giờ của miền Tây, tối hôm nay khoảng chừng 9 giờ tối ở bên này, bây giờ là 10 giờ, có 3.908.525 người đã xem cái bài diễn văn đó trên YouTube, và có 320.000 người gõ chữ like, thích cái đó, và có 13.000 người đó là không thích. 320.000 người gõ chữ like, thích cái bài diễn văn này, và 13.000 người đó là không thích. Nếu mà bây giờ tôi phải mất công tôi kiểm lại thì có thể con số nó lại còn thay đổi nữa, nhưng mà thôi, cái đó là chuyện chi tiết nhỏ thôi. Cái chi tiết lớn đó là tức là một ông tổng thống trong một cái năm có bầu cử cũng đọc một cái bài diễn văn, và ông có nói trước, báo trước rằng là đây là một cái bài diễn văn mà tôi cho là quan trọng nhất của đời tôi, thì sao, chẳng có ai loan tải, truyền thông báo chí coi như là xong rồi đó. Thì cái đó, nếu mà tôi có gọi nó là thủ tả thì quý vị cũng thông cảm, mà tôi cũng phải hiểu cái đó nó là đúng. Cái nhiệm vụ thông tin ông Joe Biden có đọc bài diễn văn đó, hay là ông tổng thống, đương kim tổng thống là ông Donald Trump muốn đọc bài diễn văn đó, thì cái chuyện đó nó là cái tin mà phải thông báo cho người ta không? Truyền thông báo chí chúng nó ỉm luôn. Chưa hết, không những nó ỉm mà nó lại còn xuyên tạc, tức là nó kể rằng là ông Trump muốn nói gì trong cái bài diễn văn đó mà nó kể với lại cái sự xuyên tạc. Thì cái đó tôi thấy rằng là nó, tôi biết truyền thông báo chí của Mỹ nó tệ, nhưng mà nó vượt mọi kỷ lục trong cái sự tệ hại của nó. Cái đó nó cũng hơi kỳ. Tôi bảo à, như vậy thì tôi đề cập đến cái bài diễn văn đó. 46 phút, dài lắm. Nếu mà viết ra là gõ thành, xả ra thành chữ đó là mấy ngàn chữ rồi. Vậy mà cái bài diễn văn đó
nó quan trọng nó là như thế nào. Ông có nói rằng là năm nay chúng ta có cái ngày bầu cử, tức là thứ ba, mùng 3 tháng 11 năm 2020, cách đây đúng một tháng. Nhưng mà cuối cùng nữa đó, thì nó, người ta đã nói trước rằng là nó sẽ không phải là một ngày, mà nó là cả tuần, nó là cả tháng. Là tại vì người ta biết trước rằng là đây là một cái cuộc bầu cử có gian lận. Bầu cử có gian lận. Thì bây giờ tôi phải xin chia ra nhiều nấc khác nhau. Một cuộc bầu cử có một ông tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa, đó là bầu cử tổng thống đi cùng phó tổng thống. Rồi đó, còn có bầu cử thượng viện và hạ viện và thống đốc. Thì người ta thấy rằng là đảng viên Cộng Hòa đi bầu đông đảo, ào ạt. Và cuối cùng đó, hạ viện đảng viên Cộng Hòa đó cũng không có chiếm được đa số, nhưng mà đạt được kết quả rất cao so với lại bên phía Dân Chủ, đó là hạ viện. Thượng viện cũng vậy nữa, tức là bên Cộng Hòa mất một phiếu, còn có 50, nhưng mà bên Dân Chủ đó là cũng vậy, còn có 48 không thôi. Thế thì khi mà số người thuộc Đảng Cộng Hòa mà đi bầu đông đảo đến như vậy đó, thì tại sao mà cái ông Tổng thống Cộng Hòa lại nói, chưa chi đã nói rằng là ông bị thua, mà trong khi đó người ta chưa kiểm hết phiếu và vẫn còn 6 tiểu bang đang có những cái chuyện cãi cọ với nhau. Kể cả thí dụ như ở Arizona mới đây thôi, người ta đã cho quyết định đồng ý của một vị thẩm phán, người ta lấy một cái mẫu số gọi là một số phiếu, người ta mới thấy ra rằng là nó có chuyện gian lận. Và cái mà rằng là ông Joe Biden đó dẫn đầu, cuối cùng ông chỉ dẫn có 0,19%, và đếm thêm nữa anh có thể rằng là ông không có dẫn đầu gì cả, đó là Arizona. Những cái tin như vậy đó nó dồn dập, nó hàng ngày nó có cả chục tin như vậy đó. Thì trên cái Facebook của tôi lấy tên là Dynamax Forum đó, đó, mỗi lần tôi có tin tức gì cả thì tự động là tôi đưa lên trên đó, và có cả cái mạch dẫn xem những cái xuất xứ của cái tin đó ra làm sao, và tôi phải lọc. Tại vì tôi không muốn đi làm một cái loa tuyên truyền cho cái bọn khốn nạn, thành ra tôi đọc kỹ những cái tin đó, và tôi thấy rằng là cái tin này xác đáng chúng ta nên biết, và nó phải xác đáng cả. Tôi vẫn làm cái đó thường xuyên, ngày mười mấy cái tin khác nhau. Bây giờ trở lại cái bài diễn văn của ông Trump đấy. Ông nêu ra hơn 20 điểm, hơn 20 nghi vấn, và ông còn cầm trong tay cái đồ biểu ông đưa ra cho mọi người nhìn thấy, để chụp hình thấy đấy. 20 cái nghi vấn khác nhau, hơn 20 nếu mà tôi đếm không nhầm. Đầu tiên, tại sao mà ngày bầu cử cuối cùng sau đó nó lại thành nhiều tuần và nhiều tháng, tại sao nó lại kỳ cục đến như vậy? Là tại vì có những cái sự gian lận. Cho đến giờ này đó, tình hình nó vẫn chưa ngã ngũ. Thì tôi nhắc đi nhắc lại là có 6 tiểu bang đang phải hoặc là đếm lại phiếu, hoặc là có sự kiện cáo. Và nếu mà nó có cái sự kiện cáo như vậy đó, thì cái con số đó nó chưa ngã ngũ. Chỉ có truyền thông báo chí thì mới nói rằng là ông Joe Biden đang dẫn trước với lại 306 phiếu gọi là đại cử tri đoàn. Cái đó nó sai. Thực tế là nó không phải là như vậy nữa. Nhưng mà cả thế giới, cả nước Mỹ đều nói rằng là ông Joe Biden là đã thắng cử rồi. Chuyện đó tôi cho ra.
điều tôi muốn nêu lên đó, đó là rõ ràng là đã có một cái nỗ lực phối hợp để quyết định ai là cái người thắng cử, trong khi người ta vẫn còn đang đếm phiếu. Đang đếm phiếu tức là chưa có kết quả mà đã tuyên bố ngay rằng là có một người gọi là thắng cử là ông nguyên phó tổng thống Joe Biden. Chuyện đó là chuyện lếu lắm. Chuyện đó nó là dùng chữ cho nó dễ hiểu, nó chửi ra cái luật pháp của nước Mỹ, là tại vì những cái cơ quan hữu trách có thể tuyên bố kết quả bầu cử cho những cơ quan hữu trách đó, đó cho người dân bầu lên cơ quan nó, họ chưa lên tiếng. Không có một cơ quan nào có trách nhiệm về cái kết quả bầu cử đưa ra cái kết quả xem sao, toàn là truyền thông báo chí rồi lời đồn. Thì cái chuyện đó đó, đó nó là một chuyện nó vi phạm luật lệ. Và bên đảng Dân Chủ đó, đó gửi ra đó, đó mười mấy chục triệu, mấy chục triệu phiếu phiếm diện, và nhờ đó, đó mà có được cái sự gian lận, những sự lạm dụng với một kích thước chưa từng thấy bao giờ hết. Ông nói cái đó, đưa ra một cái đầu biểu đó. Và có những cái người gọi là cử tri đi bầu đó, đó hoàn toàn không có quyền. Và thí dụ người đã chết rồi hoặc là những cái người đi bầu hai lần cùng một cái chuyện, rồi những cái người mà ở ngoài cái địa phương đó cũng vẫn đi bỏ phiếu ở tại đó, thậm chí đó, ở tiểu bang khác mà cũng đi vào bỏ phiếu ở trong đó. Cái đó nó làm một chuyện từng quận hạt đã đành, từng tiểu bang một nữa, rồi từ tiểu bang khác đưa phiếu giả vào trong đó, và lấy cái lý do là đang có cái trận lý cớ, đang có cái trận đại dịch, và đảng Dân Chủ và một số tòa án, mà tòa án đó họ không có trách nhiệm mà không có thẩm quyền quyết định về cái chuyện đi bầu. Cơ chế lập pháp của các địa phương và các cái tiểu bang mới có cái thẩm quyền quyết định đó, nhưng mà họ vẫn làm ẩu và bất chấp cái cơ chế có thẩm quyền duy nhất trong từng địa phương, từng tiểu bang một đó, tức là cái cơ chế lập pháp chuyện đó. Nó quá kỳ cục, và có mấy chục quận hạt ở trong một số những cái tiểu bang, tôi có nói đến 6 cái tiểu bang mà gọi là then chốt, nó là trận địa, lại có nhiều người ghi danh đi bầu hơn là dân số ở tại địa phương đó, ở vào cái tuổi mà có thể đi bầu. Và riêng tại tiểu bang Michigan đó, nó có 67 quận có cái chuyện vi phạm đến như vậy, thì làm sao mà số người đi bầu đông hơn là cái số cử tri như thế nào? Những chuyện nó trình hình ra đấy. Tiểu bang Wisconsin, ông Trump nói tiếp, không thể xác nhận cái nơi cư trú của hơn 100.000 người đi bầu. Nếu mà đi bầu đó, đó thì ở vào cái lớp tuổi đó, ở vào cái địa phương đó, tức là phải có lý lịch, phải có nôm na dễ hiểu thẻ căn cước, nôm na ra là xác nhận rằng là mình ở khu vực đó, trong địa phương đó thì mình mới được đi bầu ở cái chỗ đó. Không, hơn 100.000 người ở Wisconsin đó đã đi bầu mà đi bầu đó, đó
đi bầu bất hợp pháp. Họ là những gọi là cử tri bất hợp pháp. Cũng giống ở tại Wisconsin và nhiều tiểu bang khác đó. Tự nhiên đó, nửa đêm, đêm hôm đó đi bầu từ sáng sớm mùng 3 tháng 11 đến khuya là xong. Ông Trump đang dẫn đầu, tự nhiên đó, tờ mở sáng hôm sau đó, ông Joe Biden thắng, nửa đêm đó, người ta vẫn tiếp tục đi bầu và đếm phiếu, và đếm phiếu ra. Michigan thì tung vào 149.772 phiếu vào ban đêm. Và đến sáng 6:31 buổi tờ mờ sáng hôm sau đó, thì ông Trump đang dẫn đầu buổi tối, thì đến mờ sáng hôm sau đó, đó là ông Biden lại thắng ở đó. Đó là cái chừng một chục cái, không chưa hết đâu, cả mấy trăm ngàn phiếu đều đã được gọi là đếm mà không theo đúng quy định. Khi đếm phiếu đó, thì phải có đại diện của cả hai đảng cùng có mặt để coi cái việc kiểm phiếu đó đúng hay không. Bên phía đảng Cộng hòa đã bị đẩy ra ngoài, chỉ có bên đảng Dân chủ kiểm phiếu lấy rồi cạo sửa, muốn làm cái gì thì làm như vậy tất cả, và không có một người nào giám sát cái chuyện đấy. Thì tức là rõ ràng rằng là nó có cái sự gian lận. Trump cũng có nói đến có cả mấy chục ngàn phiếu của những cái người không có mặt ở phòng phiếu vào cái ngày đi bầu đó, ngày 3 tháng 11 đó. Nhưng mà họ đã bỏ phiếu sớm, mà mặc dù cái chuyện đó, nó hoàn toàn nó không có như vậy, họ cũng lại làm những cái cả vạn phiếu khiếm diện gửi qua bưu điện mà ở tại một số tiểu bang rồi đó. Đấy là điều không có hợp lệ. Ngày xưa tôi nhớ lại năm 2009, ông Jimmy Carter là ông nguyên tổng thống trước, với lại ông James Baker là nguyên ngoại trưởng và có lúc là tổng trưởng ngân khố của các chính quyền Reagan và Bush nữa, đã nói rằng là một trong những cái mối nguy về gian lận bầu cử năm 2009, thưa quý vị, là dùng phiếu khiếm diện gửi qua bưu điện để vào phòng phiếu. Cái đó đó là một cái điều mà rất là nguy hiểm, tại vì rất dễ đưa đến cái tình trạng gian lận. Và mới đây, vì sau này đó, đó cái ông tổng trưởng tư pháp ông William Barr, ông có nói rằng là xưa nay đó là chúng ta đã muốn tránh cái đó, tại sao năm nay lại có một cái tình trạng gọi là phiếu khiếm diện gia tăng nhiều đến như vậy, gửi qua đường bưu điện. Cái đó đó là chính là một cái mối nguy đưa đến cái tình trạng gian lận. Đó là ông Bill Barr. Nhân tiện tôi mở một đơn, hôm qua tôi có nói đến cái hệ thống truyền thông thông tin đó, Associated Press AP, đó có một cô ký giả phỏng vấn ông ba mà trích dẫn ông ra ngoài cái mạch văn, ngoài cái điều mà ông nói. Do đưa đến cái chuyện đó thì mọi người đều nói rằng là ông Bill Barr bây giờ là phản ông Bush. Hôm qua tôi cũng đã nói đến đó, đó là cái đòn ly gián đó. Nhưng mà cái đó nó bể, tại vì ngày hôm nay cái người gọi là tùy viên báo chí, tức là phát ngôn viên của tòa Bạch Cung,
Thầy McEnany trong cái cuộc họp báo ngày hôm nay, cô nói rằng là đó là cái chuyện láo khoét của AP. Ông bà ông không nói như vậy, trích dẫn ông ra khỏi Bạch Văn. Và bên phía Bộ Tư pháp họ cũng đã có một cái thông cáo ra, phát ngôn viên của Bộ Tư pháp nói rằng là ông bà ông không có nói như vậy. Giống y hệt như là hôm qua tôi đã có nói trước cái chuyện đó. Lý do Bill Barr ông bảo rằng là chúng tôi là một cái cơ quan tư pháp. Mọi người cứ nghĩ rằng là cái cơ quan tư pháp đó là có toàn quyền quyết định trên tất cả mọi thứ kia. Chúng tôi có nhận được một số những cái thư khiếu nại của những cái người đi bầu. Chúng tôi đã mở cái cuộc điều tra đó. Nhưng mà cái khiếu nại đó nó là khiếu nại về dân sự chứ nó không phải là về hình sự. Và chúng tôi có điều tra. Và tôi thấy rằng là nếu mà nó có những cái xê xích thì cái xê xích đó nó khác biệt đó, nó không có đủ để nó làm thay đổi cái kết quả của cái cuộc bầu cử căn cứ trên những cái thư tố giác mà chúng tôi đã nhận được. Chứ ông không có nói rằng là đằng nào cũng vậy, tất cả tức là ông Joe Biden thắng cử. Ông không có nói theo cái kiểu đó như vậy. Và ông ấy với lại ông Donald Trump đó là hoàn toàn là vẫn giữ quan hệ kia, và ông Donald Trump không có lên tiếng gì về cái chuyện đó hết. Nhưng ông có nói trong cái bài diễn văn ngày hôm nay đó, ông có nhắc đến ông bà. Ông bảo rằng là ông ấy đã bổ nhiệm một vị thẩm phán liên bang John Durham để mở cái cuộc điều tra về cái chuyện ngày xưa nó ra làm sao. Cho đến giờ này tôi vẫn chưa thấy cái kết quả điều tra nó như thế nào. Tôi có trình bày một lần. Ông William Barr có bổ nhiệm một vị thẩm phán từ hồi tháng 5 của năm ngoái để điều tra xem rằng là ở đâu ra lại có những cái nguồn tin nói rằng là ông Trump là có cấu kết với lại Liên bang Nga đặng để đắc cử năm 2016. Và ông yêu cầu rằng là đến mùa hè năm nay thì ông Donald Trump phải báo cáo kết quả. Nhưng mà vì cái trận đại dịch đó, thành ra nó có những cái trở ngại. Thì hôm 19 tháng 10 vừa rồi đó là ông William Barr lại yêu cầu ông Donald Trump là phải mở cuộc điều tra đó. Điều tra cái đó không phải là điều tra về ông Trump, điều tra về ai đã đưa ra những cái lời vu cáo từ đầu đặng để nói rằng là ông Trump đó là có cấu kết với lại Liên bang Nga. Mà cái chuyện đó về sau đó là một ông gọi là công tố độc lập là ông Robert Mueller, ông đã mất 3 năm ông điều tra mà ông thấy hoàn toàn nó không có cái chuyện ông Donald Trump cấu kết với lại Liên bang Nga đặng để được đắc cử. Cái chuyện đó nó không có đi. Bà ông có nói cái đó thì ông Trump ông có nhắc đến, ông bảo rằng là ông ba ông đã bổ nhiệm vị thẩm phán Donald Trump, mà cho đến giờ này đó là tôi vẫn chưa thấy rằng là cái kết quả gọi là điều tra đó nó ra làm sao hết. Thế thì cái đó nó ông nhắc đến những đó. Bây giờ đó là chưa hết, ông Donald Trump nói rằng là ở tại Michigan tự nhiên cái máy điện toán này nó bị trục trặc, nó bị glitch. Thế rồi tự nhiên nó có 6.000 phiếu tái xuất hiện từ bầu cho ông Donald Trump lại trở thành bầu cho ông Joe Biden. Đó là cái điểm thứ mười mấy đó. Tôi ghi lại ở đây mà nhiều lúc đó là tôi cũng phải rối bù lên chuyện đó. Thế rồi cái hệ thống Dominion, cái hệ thống điện toán đó có thể, đây là ông Trump nói, đếm phiếu ở bên Mỹ nhưng mà là từ một cái server, một cái gọi là đại chủ ở tại ngoại quốc. Và ở tại ngoại quốc đó có thể rằng là dễ bị bọn gọi là không tặng đi vào không gian điện não đó chi phối hoặc là ăn gian. Và cái
doanh nghiệp Dominion System đó, đó, đó là chối. Trong khi đó, đó là trong ngần ấy những cái cuộc điều trần ở các cái tiểu bang đang có vấn đề, thì người ta đã yêu cầu đó là doanh nghiệp đó cử đại diện đến để trả lời cho giới lập pháp bên này đó, đó luật sư của ông Trump hoặc là của cái ban tranh cử Donald Trump, Rudy Giuliani, 4-5 người đó, đó đều có mặt hết, tất cả nói rằng là quý vị nói rằng là quý vị không có ăn gian nọ kia, thế thì quý vị làm ơn đến đây đi giải thích cho chúng tôi rõ đi cái chuyện đó đi, lặn luôn không thấy trả lời gì cả, thì chỉ có chối thôi, nhưng mà không có cho một người nào đến đại diện cái chuyện chuyện đó đó là nó. Nhìn thấy nhắc lại cái đó, đó là Đảng Cộng Hòa đã thắng lớn, nhất là trong cái cuộc bầu cử tại Hạ viện, tại nhiều nơi, và cái số lượng mà đảng viên Cộng Hòa ào ạt đi bầu với cái mức độ rất cao, thì tại sao mà Đảng Cộng Hòa thắng mà ông Tổng thống Cộng Hòa đó, đó thì lại thua? Mà chưa đếm hết thiếu rồi là đã được bị tuyên bố là không phải thua rồi. Thế thì không phải rằng là tôi dẫn đảng đưa lên đến chiến thắng lớn, mà trong khi đó đó, đó tại sao mà bảo là tôi thua rồi? Và nếu mà không có những cái chuyện mà kiểm lại chữ ký ở trên những cái phiếu khiếm diện đó, đó thì những cái phiếu khiếm diện đó, đó vô giá trị, nhưng mà vẫn được tính vào trong những đó. Và lúc mà đếm đi đếm lại đó, đó không có so sánh chữ ký ở cái phong bì với lại chữ ký ở trong, nên động để xem rằng là nó có đúng hay không. Và phong bì đó, đó sẽ rời ra, nhiều khi đó là bị thủ tiêu luôn. Và nhiều người đó, đó còn nhận được nhiều lá phiếu đặng để đi bầu được nhiều lần. Thế và có cả những cái người đã chết rồi cũng lồm cồm bỏ chạy từ nghĩa trang đi bỏ bỏ phiếu. Và có nhiều người đó, đó là không có tư cách đi bầu, kể cả di dân nhập lậu chưa có quốc tịch Mỹ, không có giấy tờ gì cả cũng vẫn bầu như vậy. Thì ông Trump nói rằng là tôi, Donald Trump, sẵn sàng tuyên bố là tôi thua nếu mà nó làm cái cuộc bầu cử công bằng, công khai, rõ rệt. Và tôi nghĩ rằng là ông Joe Biden cũng như vậy, nếu mà có thua tôi chấp nhận chuyện đó, tôi sẵn sàng tuyên bố chuyện đó với điều kiện là cái cuộc bầu cử đó nó không có gian lận. Thì ông nói rõ ràng như vậy thì tự nhiên người ta trích ra ngoài bạch văn, thì người ta nói rằng là ông Donald Trump được công nhận rằng là ông sẵn sàng, hôm nay ông xác nhận rằng là ông sẵn sàng, ông công nhận rằng là ông thất cử. Ông nói cái đó đúng, mà nếu đếm phiếu đàng hoàng, công khai, minh bạch hẳn hoi mà tôi thua thì tôi phải nhận là tôi thua. Trường hợp ông Joe Biden cũng vậy nữa, ông cũng phải nhận là ông thua nếu mà người ta đếm phiếu là nói. Thì khi mà ông nói câu đó, đó là như vậy, thì tức là ông đồng ý rằng là phải có quyết định của cử tri, và quyết định đó của cử tri đó nó phải rõ ràng, minh bạch, hợp lệ. Thì nếu mà cử tri có bầu cho người này hay là bầu cho người kia đó, thì người đó, đó có thể rằng là công nhận là mình thắng hoặc là mình thua. Thế nhưng mà cho đến bây giờ đó, đó chưa thấy đâu thì tất cả. Và thì vì vậy đó, chúng ta mới hiểu được rằng là nếu mà nhìn thấy rằng là một cái nền dân chủ số 1 trên thế giới có một cái sự gian lận rộng lớn, có hệ thống và chưa bao giờ thấy, đó
nó là một cái vấn đề. Và vì vậy tôi vẫn cứ nghĩ rằng là chúng ta hãy tạm chậm chậm chờ đợi xem rằng là những cái cơ quan hữu trách họ coi lại, đếm phiếu lại, hoặc là họ xét lại cái chuyện đó. Và sau khi mà cơ quan hữu trách đó, tức là đầu tiên là lập pháp chứ không phải là thống đốc, không phải là ông thị trưởng đâu, cơ quan lập pháp tức là những cái người mà do dân chúng địa phương bầu lên đó, và làm luật và áp dụng luật lệ đó, những người đó mới có thẩm quyền và họ đang có những cái cuộc điều trần liên tục. Wisconsin cũng có rồi, Michigan cũng có chẳng hạn, đó một ngày đó có khi rằng là 2-3 nơi đó đều có điều trần cả, thì đặng để cho những cái cơ quan lập pháp đó, họ quyết định. Và nếu một cái cơ quan lập pháp đó, họ quyết định cái đó mà họ cũng có những cái kỳ hạn của họ, có thể rằng là quan trọng 2 tuần nữa, ngày 14 này chẳng hạn, hoặc là quan trọng hơn nữa là ngày 6 tháng Giêng, thí dụ như vậy đó. Thì nếu một cái cơ quan lập pháp đó, sau khi đã kiểm chịu lại, coi rằng là nó có những cái sự gian lận như con này kia đó, thì họ phải quyết định chuyện đó. Họ quyết định cái đó, là họ sẽ chi phối cái số lượng đại cử tri đoàn. Cái đó tôi nghĩ rằng là nó là một chuyện mà chúng ta cũng nên để ý. Nó là cái điều 2, khoản 1 của hiến pháp của nước Mỹ quy định nó là như vậy. Thế thì tôi mất nửa tiếng đồng hồ để tôi tóm lược lại cái bài diễn văn ông Tổng thống Donald Trump cho là cái bài diễn văn quan trọng nhất trong đời của ông. Nói rất là nhẹ nhàng, ông có đưa một số những đồ biểu ra và ông chỉ nói rằng là cái vấn đề đó nó không phải là vấn đề tôi được đắc cử tổng thống hay không, cái vấn đề đó là cả một cái hệ thống luật lệ của đất nước chúng ta đó có được tôn trọng hay không. Và cái lá phiếu của cử tri, của người Mỹ, của mọi người Mỹ đó, có được tôn trọng hay không, cái quyền bầu cử của họ rõ ràng, công khai, minh bạch và công bằng đó đã không có được tôn trọng. Điều đó là một cái bài diễn văn mà tôi cho rằng là nó rất hay. Quý vị và các bạn có thể đi tìm gõ vẫn để ra được cái bài diễn văn đó. Nhiều người có thể rằng là tại vì không quen hoặc là không có nghe anh Văn cho nó do nó thông, thì tôi hiểu được cái chuyện đó, nhất là những quý vị và các bạn mà ở xa chẳng hạn đó, thì không có sử dụng anh Văn hàng ngày. Tôi cho rằng là có thể trong một vài ngày nữa đó, thì tòa Bạch Cung, tức là phủ tổng thống đó, có thể rằng là sẽ in lại cái bài diễn văn đó trên giấy để chúng ta đọc thay vì là chúng ta nghe, như là tôi đã nghe trên YouTube 46 phút đồng hồ. Và thưa quý vị các bạn, tôi vốn dĩ cẩn thận, tôi nghe 2 lần, tức là mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà đặng để cho mình hiểu được rõ ràng và mình không có hiểu sai. Sở dĩ như vậy đó không phải là tại vì tôi đi bầu cho ông Trump, không phải. Sở dĩ như vậy đó là tại vì tôi nghĩ rằng là tôi có cái nhiệm vụ tường thuật lại cái chuyện này và nhắc đến cái bài diễn văn này cho quý vị và các bạn. Tại vì tôi biết nhiều người đang nóng ruột muốn biết xem cái tình hình nước Mỹ dầu sôi lửa bỏng này, nó loạn lạc như thế này làm sao, mà nhất là hôm nay đó là từ cái hôm bầu cử mùng 3 tháng 11, hôm nay đó là mùng 2 tháng 12 đó, ông Donald Trump đặt một cái bài diễn văn 45 phút. Và ông có nói trước rằng là đây là cái bài diễn văn tôi cho là quan trọng nhất trong đời của tôi. Truyền thông báo chí họ không có phát lên, họ chỉ có nhá vài ba đoạn không thôi. Trong khi tôi coi là nguyên văn, tôi coi 2 lần, thì tôi mới bảo tôi tóm lược nó lại, đặng để cho cuối cùng nhìn ra làm sao cái đó, đặng để tiết kiệm được thời giờ cho quý vị và các bạn, mà cho cả tôi nữa, để trình bày lại cái đó là tương đối nó gọn, nó mạch lạc, để chúng ta hiểu được rồi chúng ta đang nói về cái gì. Chúng ta đang nói về một cái sự gian lận rộng lớn, và cái người nạn nhân của cái sự gian lận đó chính là ông Donald Trump. Ông liên tiếp, chúng ta sẽ còn theo dõi tiếp cái hậu quả
của cái bài diễn văn ngày hôm nay của ông. Vừa rồi tôi có nhắc đến là hơn 3.900.000 người đã xem cái đó. Và cái số người mà gõ like, thích cái bài diễn văn là 320.000. Và cái số người mà không thích cái đó 13.000. Đó là tính cho đến cách đây mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ tình hình có thể là nó còn nó khác nữa, nhưng mà chuyện đó nó là một chuyện nhỏ rồi. Nhưng mà để chúng ta so sánh, đọc một cái bài diễn văn đưa lên YouTube 3.900.000 770 mấy người nghe, cũng là một cái điều đáng chú ý. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn trong cái tiết mục giải ảo thời sự ngày hôm nay, thứ tư, mùng 2 tháng 12 năm 2020.